Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 vừa là một ngày lễ tôn giáo thiêng liêng vừa là một hiện tượng văn hóa và thương mại trên toàn thế giới. Trong hai thiên niên kỷ, mọi người trên khắp thế giới đã quan sát nó với những truyền thống và thực hành mang bản chất tôn giáo và thế tục. Những người theo đạo Thiên Chúa kỷ niệm ngày lễ Giáng sinh là ngày kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu thành Nazareth, một nhà lãnh đạo tinh thần có những lời dạy làm nền tảng cho tôn giáo của họ. Các phong tục phổ biến bao gồm trao đổi quà tặng, trang trí cây thông Noel, đi lễ nhà thờ, dùng bữa với gia đình, bạn bè và tất nhiên là chờ ông già Noel đến. Ngày 25 tháng 12, ngày lễ Giáng sinh, đã là một ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ kể từ năm 1870. Giáng sinh bắt đầu như thế nào? Giữa mùa đông từ lâu đã trở thành một thời điểm ăn mừng trên khắp thế giới. Nhiều thế kỷ trước sự xuất hiện của người đàn ông được gọi là Chúa Giêsu, những người châu Âu đầu tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm ánh sáng và sự ra đời trong những ngày đen tối nhất của mùa đông. Nhiều người vui mừng trong ngày đông chí, khi điều tồi tệ nhất của mùa đông ở sau lưng họ và họ có thể mong đợi những ngày dài hơn và những giờ kéo dài của ánh sáng mặt trời. Ở Scandinavia, người Bắc Âu tổ chức lễ yêu từ ngày 21 tháng 12, ngày đông chí, cho đến hết tháng giêng. Để ghi nhận sự trở lại của mặt trời, các ông bố và các con trai sẽ mang về nhà những khúc gỗ lớn. Họ sẽ đốt lửa. Mọi người sẽ ăn uống cho đến khi khúc gỗ cháy hết, có thể mất đến 12 ngày. Người Bắc Âu tin rằng mỗi tia lửa từ ngọn lửa tượng trưng cho một con lợn hoặc con bê mới sẽ được sinh ra trong năm tới. Cuối tháng 12 là thời điểm hoàn hảo để tổ chức lễ kỷ niệm ở hầu hết các khu vực ở châu Âu. Vào thời điểm đó trong năm, hầu hết gia súc đã được giết mổ nên chúng sẽ không phải cho ăn trong mùa đông. Đối với nhiều người, đó là thời điểm duy nhất trong năm họ có nguồn cung cấp thịt tươi. Ngoài ra, hầu hết rượu và bia được làm trong năm cuối cùng đã được lên men và sẵn sàng để uống. Ở Đức, người ta tôn vinh vị thần ngoại giáo Odin trong kỳ nghỉ giữa mùa đông. Người Đức khiếp sợ Odin, vì họ tin rằng anh ta đã thực hiện các chuyến bay vào ban đêm trên bầu trời để quan sát người dân của mình và sau đó quyết định xem ai sẽ thịnh vượng hay diệt vong. Vì sự hiện diện của anh ấy, nhiều người đã chọn ở lại bên trong Saturnalia và lễ Giáng sinh ở Rome, nơi có mùa đông không khắc nghiệt như ở vùng cực Bắc. Saturnalia, một ngày lễ để tôn vinh Saturn, vị thần nông nghiệp, đã được tổ chức bắt đầu từ tuần trước đông chí và kéo dài suốt một tháng. Saturnalia là thời điểm theo chủ nghĩa khoái lạc, khi thức ăn và đồ uống phong phú và trật tự xã hội La Mã bình thường bị đảo lộn. Trong một tháng, những người bị bắt làm nô lệ được trao quyền tự do tạm thời và được đối xử bình đẳng. Doanh nghiệp và trường học đã đóng cửa để mọi người có thể tham gia vào các hoạt động của kỳ nghỉ. Cũng vào khoảng thời gian của ngày đông chí, người La Mã đã quan sát Juvenalia, một bữa tiệc tôn vinh những người con của La Mã. Ngoài ra, các thành viên của tầng lớp thượng lưu thường tổ chức sinh nhật của Mithra, vị thần của mặt trời không thể chinh phục, vào ngày 25 tháng 12. Người ta tin rằng Mithra, một vị thần trẻ sơ sinh, được sinh ra từ một tảng đá. Đối với một số người La Mã, sinh nhật của Mithra là ngày thiêng liêng nhất trong năm. Giáng sinh có thực sự là ngày Chúa Giêsu được sinh ra. Trong những năm đầu của Cơ Đốc giáo, lễ phục sinh là ngày lễ chính, sự ra đời của Chúa Giêsu không được tổ chức. Vào thế kỷ thứ tư, các quan chức nhà thờ quyết định coi ngày sinh của Chúa Giêsu là một ngày lễ. Thật không may, Kinh Thánh không đề cập đến ngày sinh của ông, một sự thật mà người Puritan sau đó đã chỉ ra để phủ nhận tính hợp pháp của lễ kỷ niệm. Mặc dù một số bằng chứng cho thấy rằng ngày sinh của ông có thể xảy ra vào mùa xuân, tại sao những người chăn cừu lại chăn gia súc vào giữa mùa đông? Giáo hoàng Julius II đã chọn ngày 25 tháng 12. Người ta thường tin rằng nhà thờ đã chọn ngày này để nỗ lực chấp nhận và tiếp thu các truyền thống của lễ hội Saturnalia ngoại giáo. Lần đầu tiên được gọi là lễ Chúa Giáng sinh.
phong tục này lan sang Ai Cập vào năm 432 và đến Anh vào cuối thế kỷ thứ 6. Bằng cách tổ chức lễ Giáng sinh cùng thời điểm với các lễ hội truyền thống của ngày Đông Chí, các nhà lãnh đạo nhà thờ đã tăng cơ hội để lễ Giáng sinh được mọi người đón nhận, nhưng lại từ bỏ khả năng quyết định cách nó được tổ chức. Đến thời Trung Cổ, Cơ Đốc giáo phần lớn đã thay thế tôn giáo ngoại giáo. Vào lễ Giáng sinh, các tín đồ tham dự nhà thờ, sau đó tổ chức tiệc tùng náo nhiệt trong bầu không khí say sưa giống như lễ hội hóa trang tương tự như lễ hội Mardi Gras ngày nay. Mỗi năm, một người ăn xin hoặc sinh viên sẽ được trao vương miện chúa tể của sự lầm lạc và những người nổi tiếng háo hức đóng vai trò của các môn học của anh ta. Người nghèo đến nhà người giàu và yêu cầu đồ ăn thức uống tốt nhất của họ. Nếu chủ sở hữu không tuân thủ, khách của họ rất có thể sẽ khủng bố họ bằng những trò nghịch ngợm. Giáng sinh trở thành thời điểm trong năm khi tầng lớp thượng lưu có thể trả món nợ thực sự hoặc tưởng tượng của họ đối với xã hội bằng cách tiếp đãi những công dân kém may mắn hơn. Khi Giáng sinh bị hủy bỏ vào đầu thế kỷ 17, một làn sóng cải cách tôn giáo đã thay đổi cách tổ chức lễ Giáng sinh ở châu Âu. Khi Oliver Cromwell và lực lượng thanh giáo của ông ta tiếp quản nước Anh vào năm 1645, họ thề sẽ loại bỏ nước Anh khỏi sự suy tàn và như một phần nỗ lực của họ, đã hủy bỏ lễ Giáng sinh. Theo nhu cầu phổ biến, Charles II đã được phục hồi ngai vàng và cùng với ông, ngày lễ bình dân trở lại. Những người hành hương, những người Anh ly khai đến Mỹ vào năm 1620. Thậm chí còn theo tín ngưỡng thanh giáo của họ chính thống hơn Cromwell. Kết quả là, Giáng sinh không phải là một ngày lễ ở Mỹ sớm. Từ năm 1659 đến 1681, lễ Giáng sinh thực sự bị cấm ở Boston. Bất cứ ai thể hiện tinh thần Giáng sinh đều bị phạt 5 shilling. Ngược lại, tại khu định cư Jamestown, thuyền trưởng John Smith báo cáo rằng Giáng sinh đã được mọi người tận hưởng và trôi qua mà không xảy ra sự cố. Sau cách mạng Mỹ, phong tục của Anh không còn được ưa chuộng, kể cả lễ Giáng sinh. Trên thực tế, Giáng sinh đã không được tuyên bố là một ngày lễ liên bang cho đến ngày 26 tháng 6 năm 1870. Washington Irving giới thiệu Giáng sinh ở Mỹ phải đến thế kỷ 19, người Mỹ mới bắt đầu đón nhận lễ Giáng sinh. Người Mỹ đã phát minh lại Giáng sinh và thay đổi nó từ một ngày lễ hội ồn ào thành một ngày hòa bình và hoài niệm lấy gia đình làm trung tâm. Nhưng những năm 1800 đã kích thích sự quan tâm của người Mỹ đối với kỳ nghỉ lễ thì sao? Đầu thế kỷ 19 là thời kỳ xung đột giai cấp và hỗn loạn. Trong thời gian này, tỷ lệ thất nghiệp cao và các cuộc bạo động băng đảng của các tầng lớp thất vọng thường xảy ra vào mùa Giáng sinh. Vào năm 1828, Hội đồng thành phố New York đã thành lập lực lượng cảnh sát đầu tiên của thành phố để đối phó với một cuộc bạo động Giáng sinh. Điều này đã thúc đẩy một số thành viên của tầng lớp thượng lưu bắt đầu thay đổi cách tổ chức lễ Giáng sinh ở Mỹ. Năm 1819, tác giả có sách bán chạy nhất Washington Irving đã viết The Sketchbook of Jeffrey Graham, Zen, một loạt các câu chuyện về lễ kỷ niệm Giáng sinh trong một trang viên ở Anh. Các bản phác thảo mô tả một cảnh sát đã mời những người nông dân vào nhà của mình trong kỳ nghỉ, trái ngược với những vấn đề đang phải đối mặt trong xã hội Mỹ. Hai nhóm hòa nhập với nhau một cách dễ dàng. Theo suy nghĩ của Irving, Giáng sinh phải là một kỳ nghỉ yên bình, ấm áp, gắn kết các nhóm lại với nhau trên các giới giàu có hoặc địa vị xã hội. Những người nổi tiếng hư cấu của Irving rất thích phong tục cổ xưa, bao gồm cả việc đội vương miện của chúa tể sai lầm. Tuy nhiên, cuốn sách của Irving không dựa trên bất kỳ lễ kỷ niệm ngày lễ nào mà ông đã tham dự trên thực tế. Nhiều nhà sử học nói rằng lời kể của Irving thực sự đã phát minh ra truyền thống bằng cách ngụ ý rằng nó mô tả phong tục thực sự của mùa. A Christmas Carol cũng trong khoảng thời gian này. Tác giả người Anh Charles Dickens đã tạo ra câu chuyện kinh điển về kỳ nghỉ A Christmas Carol.
Thông điệp của câu chuyện tầm quan trọng của lòng bác ái và thiện chí đối với tất cả nhân loại đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ ở Hoa Kỳ và Anh. Đồng thời cho các thành viên của xã hội Victoria thấy được lợi ích của việc tổ chức ngày lễ. Gia đình cũng trở nên ít kỷ luật hơn và nhạy cảm hơn với các nhu cầu tình cảm của trẻ em vào đầu những năm 1800. Giáng sinh mang đến cho các gia đình một ngày mà họ có thể dành nhiều sự chú ý và quà tặng cho con cái của họ mà không có vẻ làm hư chúng. Khi người Mỹ bắt đầu đón nhận Giáng sinh như một ngày lễ hoàn hảo dành cho gia đình, các phong tục cũ đã được khai quật. Mọi người nhìn về phía những người nhập cư gần đây và các nhà thờ Công giáo và giám mục để xem ngày nên được tổ chức như thế nào. Trong 100 năm tiếp theo, người Mỹ đã xây dựng một truyền thống Giáng sinh của riêng họ, bao gồm các phần của nhiều phong tục khác, bao gồm trang trí cây, gửi thiệp lễ và tặng quà. Mặc dù hầu hết các gia đình đều nhanh chóng tin tưởng rằng họ sẽ tổ chức lễ Giáng sinh như cách nó đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ, nhưng người Mỹ đã thực sự phát minh lại một ngày lễ để đáp ứng nhu cầu văn hóa của một quốc gia đang phát triển. Ai đã phát minh ra ông già Noel? Truyền thuyết về ông già Noel có thể bắt nguồn từ một nhà sư tên là Thánh Nicholas, người sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng năm 280 sau Công Nguyên. Thánh Nicholas đã cho đi tất cả tài sản thừa kế của mình và đi khắp vùng nông thôn giúp đỡ người nghèo và bệnh tật, được biết đến như người bảo vệ trẻ em và thủy thủ. Thánh Nicholas lần đầu tiên du nhập vào nền văn hóa đại chúng của Mỹ vào cuối thế kỷ 18 tại New York. Khi các gia đình Hà Lan tụ họp để tôn vinh ngày mất của Sint Nicolaas, tiếng Hà Lan có nghĩa là Thánh Nicholas, gọi tắt là Sinterklaas. Santa Claus lấy tên của ông từ chữ viết tắt này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!